trang nghiêm pháp giới của duyên giác, trang nghiêm pháp giới của thanh văn, trang nghiêm tất cả pháp giới của chúng sinh, vị này đắc được môn giải thoát biển trang nghiêm này. Lạc tịch tĩnh thiên vương được môn giải thoát trong một lỗ trần lồng, hiện cõi Phật không thể nghĩ bàn, không chướng ngại. Vị lạc tịch tĩnh thiên vương này thích tịch tĩnh, pháp môn của vị này đắc được là môn giải thoát không chướng ngại, không thể nghĩ bàn, có thể trong một lỗ chân lông hiện ra cõi phật không thể nghĩ bàn đó gọi là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn ở trong một lỗ chân lồng hiện ra vô lượng cõi nước chư phật chư phật ở trong cõi nước giáo hóa chúng sinh chúng sinh lại ở trong cõi phật tu hành thành phật và giáo hóa chúng sinh đó là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn nhưng trong nhỏ chẳng có lớn trong lớn cũng chẳng có nhỏ Tuyệt đối chẳng phải nói ở trong lỗ chân lông hiện ra cõi nước chư Phật, nhất định là cõi nước chư Phật thu nhỏ lại hoặc là làm cho lỗ chân lông lớn rộng. Lỗ chân lông cũng không lớn, cõi Phật cũng không thu nhỏ lại, mà là hỗ tương bao dung, đó gọi là hỗ tương không chướng ngại. Cảnh giới phàm phu chúng ta giống như căn phòng nhỏ, không thể dung nạp được nhiều người, cảnh giới của Phật là nhỏ dung được lớn, lớn nhập vào nhỏ do đó trong nhỏ hiện lớn trong lớn hiện nhỏ ví như dùng tấm gương khoảng một thước dùng gương soi cảnh thì thấy được cảnh rất xa hiện ra trong gương đó là trong nhỏ hiện lớn dùng cảnh soi gương đứng ở một nơi rất xa thấy cảnh ở trong gương đó là trong lớn hiện nhỏ gương cũng không lớn thêm mà cảnh giới cũng không thu nhỏ tức có thể hiện hai thứ cảnh giới phổ trí nhãn thiên vương được môn giải thoát nhập vào phổ môn quán sát pháp giới vị phổ trí nhãn thiên vương này có con mắt đại trí huệ quan sát khắp tất cả mọi nơi mắt trí huệ của vị này từ đâu mà đắc được là từ trong kinh điển nghiên cứu kinh điển học tập kinh điển là đường lối khai mở trí huệ kinh pháp hoa là kinh thành phật kinh hoàng nghiêm là kinh khai mở trí huệ cũng là kinh thành phật kiêm luôn cả hai. Khai mở trí huệ là huệ đầy đủ, thành Phật là phước đầy đủ, phước huệ đều tròn đầy thì có còn mắt trí huệ. Cho nên nói kinh hòa nghiêm là kinh thập toàn thập mỹ. Lại có nói rằng vị thiên vương này trong lỗ chân lông toàn thân đều có con mắt, không là chỉ một con mắt mà là vô lượng vô biên con mắt quan sát được mười pháp giới. Tuy nhiên có nhiều con mắt nhưng hỗ tương không chướng ngại. Vị này quan sát được tính pháp giới, lại có thể nhập vào tâm chúng sinh. Pháp giới lớn bao nhiêu, lớn không có bờ mé, nhưng không ra ngoài một tâm niệm. Pháp giới tuy lớn, nhưng từ một tâm niệm hiện tiền mà trang nghiêm thành tựu, cho nên vị thiên vương này đã được một giải thoát nhập vào phổ môn quán sát pháp giới lạc toàn huệ thiên vương được môn giải thoát vì tất cả chúng sinh trong vô biên kiếp thường xuất hiện vô lượng thần. Vị lạc toàn huệ thiên vương này thích thu hồi lại trí huệ của mình. Vị này thường hồi quang phản chiếu, cầu nơi chính mình, không hướng cầu bên ngoài. Pháp môn của vị này tu là độ tất cả chúng sinh, hiện đủ loại thân hình xuất hiện ở trước chúng sinh để giáo hóa chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào đối với chúng sinh có duyên khiến cho họ phát tâm bồ đề trong vô lượng kiếp luôn luôn giáo hóa chúng sinh không biết nhà mỏi đó là môn giải thoát vị này đắc được thiện chủng huệ quang minh thiên vương được môn giải thoát quán tất cả cảnh giới thế gian nhập vào pháp không nghĩ bàn vị thiện chủng huệ quang minh thiên vương này khéo tài bổ trí huệ của mình vị này luôn luôn nghiên cứu kinh đại bát nhã trông xuống hạt giống trí huệ bát nhã khi thời cơ thành thục thì sinh ra trí huệ phóng đại quang minh vị này đắc được pháp môn quán sát tất cả cảnh giới thế gian đều không thể nghĩ bàn Pháp này là pháp thế gian, cũng là pháp xuất thế gian. Chẳng phải từ bỏ pháp thế gian mà có pháp xuất thế gian ví như bàn tay, mặt phải và mặt trái đều là bàn tay. Nhưng mặt phải thì cầm đồ được, còn mặt trái không thể cầm được. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian cũng như thế. Trở qua là pháp xuất thế gian, trở lại là pháp thế gian. Do đó dễ như trở bàn tay. Phật pháp tức là như trở bàn tay, hiểu rõ thì là pháp xuất thế gian. Hồ đồ tức là pháp thế gian. Đừng trên đầu lại thêm đầu, riêng ngoài đi tìm pháp xuất thế ở trong pháp thế gian buông xả đặng tức là pháp xuất thế gian không chấp trước tức là pháp xuất thế vị thiên vương này minh bạch đạo lý này đã được môn giải thoát này vô cấu tịch tĩnh quang thiên vương được môn giải thoát khai thị pháp xuất yếu cho tất cả chúng sinh vị vô cấu tịch tĩnh quang thiên vương này có trí huệ quang minh vô cấu mà thanh tịnh Vô cấu tức là chẳng có pháp ô nhiễm. Pháp ô nhiễm là gì? Nói đơn giản, tức là tình ái nam nữ có pháp ô nhiễm thì không thể đắc được quang minh tịch tĩnh. Cho nên Phật giáo để sướng pháp môn đoạn dục khử ái. Ái là gốc rễ sanh tử, ái không đoạn thì vĩnh viễn còn sanh tử. Cổ Đức nói, tầm nhiễm dễ sinh, tịnh Đức nan thành tức là nói tâm ô nhiễm dễ sinh ra, đức tính thanh tịnh không dễ thành tựu. Vị thiên vương này không có tư tưởng ô nhiễm cho nên đắc được quang minh chân chính, trí chí huệ tịch tĩnh. Vị này đắc được quang minh vô cấu tịch tĩnh, không ích kỷ, đem chỗ đắc được xuất yếu pháp của mình, truyền thọ cho chúng sinh thế gian. Xuất yếu pháp là gì? tức là dùng bảo kiếm trí huệ chém sạch tất cả ma ái và ma tình, chém ma phiền não, chém ma tham lam, chém ma sần hận, chém ma ngu si, chém ma cống cao ngã mạn, chém ma vùng mình, chém ma chấp trước, đó đều là yếu pháp xuất thế. Đạt được yếu pháp xuất thế rồi thì mới ra khỏi được thế gian, mới được giải thoát. Vị thiên vương này đạt được môn giải thoát yếu pháp xuất thế. Quảng đại thanh tịnh quang thiên vương được môn giải thoát quán sát tất cả chúng sinh đáng được hóa độ khiến cho họ vào Phật Pháp. Vị quảng đại thanh tịnh quang này có còn mình thành tịnh rộng chẳng có bờ, lớn chẳng có mé. Thành tịnh tức là chẳng có ô nhiễm, chẳng có vô minh. Vị này đã được tam muội quán sát, bên biết được chúng sinh nào cơ duyên thành thục đáng độ được. Chúng sinh nào cơ duyên chưa thành thục thì nên đợi chờ. Chúng sinh tin Phật cũng phải có nhân duyên. Nhân duyên thành thục thì tự nhiên họ sẽ tín ngưỡng tam bảo, cúng dường tam bảo, cung kính tam bảo, hộ trì tam bảo, cuối cùng quy y tam bảo. Nhân duyên chưa thành thục thì dù Phật ở bên cạnh họ cũng không sinh tín tâm. Chẳng phải cưỡng bắt chúng sinh tin Phật, cũng chẳng phải dùng vật chất để dẫn dụ chúng sinh tin Phật, càng không dùng quan hệ nam nữ hoặc quan hệ chính trị khiến cho chúng sinh có sở xí đồ mà tin Phật. Mục tiêu của Phật giáo là hoàn toàn cứu đời, cứu người, làm cho họ thức tỉnh, cải ác hướng thiện, chỉ dẫn chúng sinh quay đầu, thì thấy bỏ tín đồ đều ngưỡng mộ Phật, và cảnh giới giải thoát viên mãn vô ngại mà tự động đến quy y tam bảo, tuyệt đối không có tơ hào miễn cưỡng. Phạm là thiện nam tín nữ quy y Phật giáo, đều mong muốn tâm linh an ổn và giải thoát mà không cầu hưởng thụ vật chất bấy giờ khả ái lạc quang minh tràng thiên vương, nương oai lực của Đức Phật, quan sát khắp tất cả thiên chúng trời thiểu quang, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, mà nói bài kệ. Lúc bấy giờ vị khả ái lạc pháp quang minh thiên vương, trời tứ thiền thuộc về sắc giới, nương đại oai thần được của chư Phật, quan sát khắp tất cả thiên chúng trời thiểu quang, trời vô lượng quảng, trời quảng quả mà nói ra bài kệ dưới đây để tán thán công đức của Phật khiến cho chúng sinh tin sâu và hiểu rõ đạo lý này. Trời tứ thiền gọi là xả niệm thành tịnh điện. Ở cõi trời này chẳng có hoan hỉ khoái lạc chỉ có thọ bình đẳng không thể hình dung. Cõi trời này phân làm ba cõi trời. Một trời thiểu quảng còn gọi là trời phước sinh. Chúng sinh cõi trời này chẳng còn hỉ lạc vui thích chỉ có tinh thần tồn tại. Hai Trời vô lượng quảng, còn gọi là trời phước thọ. Vì phước báu của cõi trời này đáng ưa nhất, chúng sinh cõi trời này xả bỏ hỷ lạc, tu phước đức, cầu thăng lên trời. Ba Trời quảng quả, chúng sinh cõi trời này sinh tu thiền định, tu thiền hữu lậu, thì sinh vào trời vô tưởng, ngoại đạo, tu thiền vô lậu, thì sinh về trời ngũ bất hoàn. A-la-hán và Bồ-tát ở. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, tất cả chúng sinh không đường được, khiến cho tâm họ sinh tin hiểu, ý vui rộng lớn, không cùng tận. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, không nghĩ bàn tức là chẳng có cảnh giới, bổn lai không nhiều, không ít, không lớn, không nhỏ. Vậy còn có cảnh giới gì? Nếu nói có cảnh giới tức là chấp trước tướng, cho nên nói không nghĩ bàn tức là chẳng có cảnh giới các pháp không tướng tức là cảnh giới của phật các pháp không tướng là gì cảnh giới này từ hàng bồ tát cho đến chúng sinh địa ngục chúng sinh chín pháp giới này chẳng có một giới chúng sinh nào biết được chỉ có phật mới biết được trong bổn kinh này có nói nếu ai muốn biết cảnh giới phật hãy tịnh ý mình như hư không tức là nói nếu muốn biết cảnh giới của Phật, trước hết phải quét sạch giác dính trong tâm của mình cho thanh tịnh, không còn sự phân biệt giống như hư không thì mới biết được cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật là gì? Tức là hư không, không vô sở không, sở không cũng không. Đó tức là cảnh giới của Phật, tất cả chúng sinh không lường được, đạo lý của các pháp không tướng, tất cả chúng sinh không rõ được, không hiểu được, không thấu suốt được không rốt ráo được cho nên nói tất cả chúng sinh không lường được khiến cho tâm họ sinh tin hiểu đức phật khiến cho tất cả chúng sinh sanh tâm tin hiểu học phật pháp có bốn giai đoạn tức là tín giải hạnh chứng tin hiểu thực hành và chứng ngộ trước hết phải tin tin các pháp do đức phật nói ra tin tam tạo 12 bộ là chân thật nghĩa có tâm tin rồi mới nghiên cứu phật lý thấu hiểu rồi mới y theo những gì phật nói mà tu hành từ từ sẽ chứng được quả vị ý vui rộng lớn vô cùng tận phật lấy sự lợi ích của chúng sinh làm ý vui bao quát hết thảy cho nên rộng lớn không cùng tận đó là kệ của vị khả ái lạc pháp quang minh tràng thiên vương tán thán chư phật nếu ai thọ được pháp của phật phật dùng thần lực khai đạo họ khiến cho thường thấy phật hiện tiền nghiêm hải thiên vương thấy môn này nếu ai thọ được pháp của phật giả sử có một loài chúng sinh nào có thể tiếp thọ được pháp của phật tức cũng là trình độ có thể gần tiếp thọ được pháp phật dùng thần lực khai đạo họ phật sử dụng đại oai thần lực để gia vị cho họ khiến cho họ tiến từng bước từng bước trên con đường phật pháp phật dùng pháp quyền xảo phương tiện để dẫn dụ chúng sinh khiến cho họ đi trên bồ đề đạo tràng.